Kính chào bà con nông dân và các bạn đang đến với chuyên mục Cùng Nông Dân Ra Đồng. Thưa bà con nông dân và các bạn, ớt chuông là một trong những loại cây trồng được bà con nông dân tập trung canh tác khá nhiều trong những năm gần đây vì giá trị lợi nhuận mà ớt chuông mang lại rất cao. Vậy những vấn đề cần lưu ý trong việc canh tác ớt chuông là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục tuần này. Trồng ớt xanh và ớt màu này mà trồng thì được 2 năm nay rồi mà làm sao mà nó cứ quan là một này, hai nữa là cái dinh dưỡng của nó không được đẹp á. Trước hết là cái dinh dưỡng của mình phải chăm sao cho nó được, có được cái sự là cân đối của cây. Đó. Thì cân đối được của cây thì cái cây mình nó mới mạnh khỏe mà nó đỡ bệnh hơn. Cái thứ hai là cái chuyên gì, cái bò trĩ. Ớt nó bị bò trĩ là nó làm cho cây ớt biến dạng, lá biến dạng. Mà nếu như mình không xử lý hết được cái bò trĩ đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến trái của mình, không kiếm năng suất. Vâng, vừa rồi chúng ta đã lắng nghe những ý kiến của bà con nông dân trồng ớt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Và để giải quyết những vấn đề trên, mời bà con cùng gặp gỡ với kỹ sư Võ Thành Sang, tập đoàn Lộc Trời. Vâng, xin chào kỹ sư Võ Thành Sang ạ. Thưa kỹ sư, hiện nay thì bà con nông dân Lâm Đồng canh tác ớt khá nhiều. Vậy xin kỹ sư cho một số nhận định về tình hình canh tác cây ớt hiện nay của bà con nông dân trong thời điểm hiện tại. Đúng, trong cái xu hướng hiện nay thì bà con chúng ta đang chuyển dần qua canh tác cái cây ớt chuông rất là nhiều. Tuy nhiên ở cái buổi đầu mà chuyển đổi qua cái cây ớt chuông thì một số bà con chúng ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề canh tác cũng như dinh dưỡng cũng như là bảo vệ thực vật cho cái cây ớt chuông hiện nay. Vâng, thưa kỹ sư, với tình hình canh tác hiện tại thì vấn đề bà con nông dân rất là quan tâm đó là dinh dưỡng trên cây ớt. Như vậy thì chúng ta cần phải quan tâm đến những vấn đề dinh dưỡng như thế nào để cây ớt có thể đạt được năng suất và chất lượng cao nhất ạ? Phải nói rằng cây ớt chuông là một cây rất khó canh tác nếu bà con chúng ta không nắm được cái yếu tố, cái đặc điểm về dinh dưỡng cũng như sinh trưởng phát triển của cây ớt chuông. Thì ngay ở cái giai đoạn đầu thì chúng ta nên tập trung cho cây nó phát triển bộ rễ nó mạnh, và khoảng từ 15 đến 20 ngày sau khi trồng thì chúng ta phải có cái biện pháp để tăng cái vấn đề ra hoa đậu trái cho cây ớt, vì đây là một cây trồng tương đối là đặc biệt, vừa ra hoa vừa đậu trái liên tục cho đến khi chúng ta kết thúc cái vụ mùa của nó. Thì bà con chúng ta nên lưu ý đây là một cái cây trồng mà chúng ta có thể thu hoạch từ 1 năm đến 2 năm, cho nên cái cốt lõi đầu tiên là chúng ta phải chăm lo cho cái bộ rễ nó phát triển mạnh và hạn chế cái sâu bệnh tối đa phát sinh ở trong đất. Cái vấn đề thứ hai là trên mặt đất thì chúng ta ở cái giai đoạn đầu thì chúng ta cung cấp đạm cho cây nó phát triển mạnh thân lá, và khoảng tới 15 đến 20 ngày sau chúng ta chuyển dần qua cái lượng lân và cái kali để cho cây nó phân hóa mầm hoa nó ra hoa. Và cái giai đoạn sau thì bà con phải có cái biện pháp kỹ thuật nhất định để chúng ta dưỡng hoa và dưỡng trái thì cái cây ớt này nó mới có năng suất cao hơn. Nếu chúng ta làm đúng cái quy trình kỹ thuật thì trong vòng thời gian thu hoạch khoảng 1 năm thì chúng ta có thể thu hoạch được từ 8 đến 10 kg một cây. Đây là một cái năng suất rất đáng kể nếu chúng ta có cái biện pháp kỹ thuật chính xác và đúng lúc. Cái thời gian thu hoạch của cái cây ớt chuông nó kéo dài, cho nên cái vấn đề chăm sóc bộ rễ rất quan trọng. Thì để cho bộ rễ nó phát triển mạnh thì bà con của chúng ta có thể sử dụng cái chế phẩm là Rizomid. Thì cái này vừa bón phân, chúng ta vừa cung cấp cái vi sinh vật cho đất. Vấn đề thứ hai nữa mà khi bà con chúng ta trồng trong giá thể thì nên xử lý giá thể bằng cái nấm Trico DHCT để nó cung cấp các cái nấm đối kháng ở trong đất, thì nó giúp cho cái cây trồng của chúng ta sau này khỏi bị bệnh do nấm ở trong đất nó gây ra. Và sau khi trồng thì chúng ta nên bổ sung cái vitagym cho cây nó phát triển thân lá mạnh lên, và khoảng 20 ngày sau chúng ta bắt đầu sử dụng cái phân bón lá bom flower. Thì đây là một cái chất hỗ trợ dinh dưỡng cho cây trồng, và đồng thời nó cũng có cái tác dụng là nó điều tiết các cái chất sinh trưởng có sẵn trong cây theo một cái tỷ lệ nhất định và phù hợp với cái giai đoạn phát triển cho cây trồng.
Thì qua một cái số nghiên cứu ở Ấn Độ cũng như một số nước, cũng như một cái số khảo nghiệm ở tại Việt Nam chúng ta, thì chúng tôi nhận thấy rằng sau khi mà xử lý palm flower thì hoa nó ra tập trung, nó đậu trái nhiều và nó chín tập trung, do đó cái khâu thu hoạch cũng của chúng ta cũng rất là thuận lợi. Thì đối với cái sản phẩm palm flower thì cứ 2 tuần chúng ta định kỳ chúng ta xử lý một lần, và cái liều chúng ta sử dụng là cứ một chai 500cc chúng ta pha cho một phi và chúng ta phun ướt đều định kỳ 2 tuần một lần. Thì cái vườn ớt của chúng ta lúc nào cũng có hoa và lúc nào cũng có đậu trái và chúng ta thu liên tục. Đối với thời điểm hiện tại chúng ta đang ở thời điểm giao mùa, kết thúc mùa mưa và bước sang mùa khô. Vậy thì những loại dịch bệnh nào có thể phát sinh trên cây ớt trong thời điểm hiện tại ạ? Kính thưa bà con, trong cái điều kiện thời tiết hiện nay, nếu chúng ta có điều kiện thì canh tác trong cái nhà lưới, và nếu chúng ta không có cái điều kiện thì chúng ta cũng có thể canh tác ở ngoài trời. Tuy nhiên, trên cây ớt chuông nó có một số sâu bệnh chính như thế này. Vấn đề thứ nhất là cái con bọ rỉ. Đây là cái đối tượng nó chích hút nhựa cây, làm cho bông của chúng ta khô, rụng đi. Thì cái cây của chúng ta mất trái rất là nhiều. Với cái đối tượng dịch hại thứ hai là cái bệnh tháng thư. Bệnh tháng thư trên cây ớt chuông thì chúng ta thường thấy nó có những cái vết ướt lõm màu nâu đen ở trong cái trái. Nếu mà chúng ta canh tác trong cái nhà lưới mà độ ẩm cao thì cái bệnh này nó phát triển rất là nhanh. Thì để khắc phục cùng lúc hai cái đối tượng dịch hại này, bọ rỉ cũng như tháng thư, thì bà con chúng ta có thể sử dụng cái phối trộn cái công thức thuốc bảo vệ thực vật như sau. Ví dụ là cái Radiant cộng với cái Antracol 70 VG. Thì đồng thời cùng một lúc chúng ta xử lý được hai cái đối tượng là bọ rỉ và cái bệnh tháng thư trên cây ớt chuông. Và quay lại thì chúng tôi cũng đã trình bày ở cái phần đầu. Thì để hạn chế được cái bệnh héo vàng ở trên cây ớt chuông, thì ngay khi mà bắt đầu trồng mới thì chúng ta nên xử lý giá thể bằng cái nấm đối kháng Trico Đẹp Ma. Và cái tên thương mại đó là cái Trico DHCT. Thì nó sẽ khống chế được cái bệnh héo vàng ở trên cây ớt chuông. Mà khi cái bệnh này mà nó thể hiện ra trên cây thì bà con chúng ta thấy trong cái quá trình thu hoạch thì chúng ta sẽ thấy cái cây nó, cái số lượng cây nó chết từ từ là đến nó gây ra cái hiện tượng là giảm năng suất một cách đáng kể. Thì trên đây là ba cái bệnh mà bà con chúng ta đáng quan tâm nhất trong cái việc canh tác cây ớt chuông. Thì chúng tôi lưu ý lại đó là bọ rỉ, bệnh tháng thư và cái bệnh héo vàng phu sa rươm. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Võ Thành Sang. Vâng, thưa bà con nông dân và các bạn, trên thực tế thì việc áp dụng những kỹ thuật công nghệ cao như vậy đã đem lại những hiệu quả như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tham quan thực tế vườn ngay sau đây. Vâng, xin giới thiệu với bà con nông dân kỹ sư Đoàn Thị Tươi, và chúng ta đang đứng ở vườn ớt của Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp Đà Lạt. Vâng, thưa kỹ sư, hiện nay thì ở vườn ớt này chúng ta đang thực hiện theo cái quy trình như thế nào ạ? Dạ. Kính chào bà con nông dân. Thưa chị, thì vườn ớt này bây giờ thực hiện theo quy trình mình sử dụng tưới phân nhỏ giọt trên giá thể. Thì như ở đây thì mình giá thể là mình xài là 50% sơ dừa, 50% cho chấu. Tất cả đã được xử lý. Và tùy vào giai đoạn của cây mà mình sẽ yêu cầu cái chế độ tưới phân bón khác nhau, EC khác nhau. Ví dụ giai đoạn cây con thì mình sẽ tưới EC ở 1,2 đến 1,5. Giai đoạn do ra hoa độ trái là từ 2 đến 2,5. Rồi ra giai đoạn mà thành thục và chín là từ 2,5 đến 3. Và giai đoạn sau thu hoạch thì là mình sẽ tưới EC là 2,5. Hiện nay thì vườn ớt này đã được có mấy tháng rồi và cái năng suất hiện nay ra sao ạ? Dạ. Thưa chị, vườn ớt này hiện tại là được 6 tháng sinh trưởng, hiện tại năng suất trên một cây là tầm 4 kg trên một cây. Làm thế nào để chúng ta có thể đạt được cái năng suất cao như vậy ạ? Ngoài cái chế độ nước dinh dưỡng ra thì cái vấn đề mà bảo vệ thực vật cũng rất là quan trọng. Và cái sâu bệnh trên cây ớt, sâu hại thì là chủ yếu là con bọ trĩ. Thì như Lộc Trời thì có sử dụng có sản phẩm Radian là thuốc trừ sâu sinh học, có thời gian cách ly ngắn, rất là an toàn. Còn dinh dưỡng thì sao ạ? Ở đây thì Kiều Anh thấy là vườn ớt của mình phát triển rất là tốt và cho trái rất là đồng đều. Vậy thì cái chế độ dinh dưỡng của mình là sao? Dạ. Ngoài cái chế độ mà tưới phân nhỏ giọt ra thì Lộc Trời có sử dụng những cái phân bón qua lá như sản phẩm Silimac. Sản phẩm Silimac là sản phẩm đầu tiên
trên thế giới có chứa 3 chất canxi, silic và kali. Ngoài cung cấp dinh dưỡng ra thì nó giúp cho cái lá, thành tế bào của lá dày, hạn chế sâu bệnh, giúp tăng năng suất. Đó. Ngoài cái sản phẩm Silimac ra thì Lộc Trời có sử dụng có cái sản phẩm Bonflower. Bonflower là chứa hoạt chất nitrobenzen, tăng cường sinh trưởng, hỗ trợ ra hoa đậu trái. Cho nên bây giờ cái vườn của mình tỷ lệ đậu trái rất là tốt. Ở đây thì kiểu anh thấy là ở trên trung tâm thì điều kiện rất là đầy đủ, như là nhà kính đủ chuẩn và hệ thống tưới nhỏ giọt đầy đủ hết. Thì không biết là với điều kiện của bà con nông dân canh tác thực tế ngoài đồng ruộng thì chúng ta có áp dụng được hay không? Với bà con nông dân thì mình cũng áp dụng được. Thì như ở đây bọn em đang áp dụng theo cái chế độ của nông dân. Ngoài ra thì còn có thể sử dụng những cái sản phẩm của Lộc Trời. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Đoàn Thị Tươi. Thưa bà con nông dân và các bạn, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chương trình, bà con nông dân và các bạn đã có thêm được những kinh nghiệm để chúng ta có thể canh tác cây ớt được năng suất và chất lượng tốt hơn, cho bà con nông dân thành công. Xin chào, hẹn lại bà con và các bạn trong những chương trình lần sau. Sản phẩm của Úc, Silimac, chất tế bào đẹp màu hoa trái. Silimac là phân bón lá hữu cơ đầu tiên trên thế giới kết hợp được 3 thành phần canxi, kali và silic. Có tác dụng canxi tăng khả năng liên kết và độ cứng thành tế bào, kali tăng sức trương của tế bào, silic tăng độ dày của tế bào, Silimac tăng sức chống chịu, gia tăng chất lượng và năng suất cây trồng. Silimac tăng cường sinh lực, trợ sức cho cây. Sản phẩm do Bảo vệ thực vật An Giang phân phối.